Hello, chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Vinh Gà Vlog. Thì ngày hôm nay Vinh Gà bận quá, ở trại của Vinh Gà thì có về một lô gà con cho nên là không có thời gian nhiều, nên là tranh thủ làm một cái video ngắn để giữ lời hứa với quý vị và các bạn. Trong cái video trước là sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà kích cho cái cây hoa hồng khi nó lên mầm như thế này rồi, thì nó sẽ đậu hoa, nó sẽ ra nhiều hoa chứ nó không phải là mầm, nó không 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 bị thối mất mầm nha các bạn, nó không bị chững cái mầm lại và nó không không nở hoa nữa. Đấy. Thì Vinh Gà vẫn lại quay cái cây hoa hồng ngày hôm trước Vinh Gà quay đây. Đấy, thì để cho quý vị được thấy là cái mầm của nó như này, khi cái mầm nó như thế này, nếu mà cây hoa hồng mà nó không đủ dưỡng chất hoặc nó không được khỏe thì những cái mầm này nó sẽ dừng lại và không ra hoa, nó sẽ chững lại ở đó và nó không 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 ra hoa nữa. Thì hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái cách để kích cho cái cây hoa hồng nó ra hoa mà không bị thối mầm. Thì cái phương pháp này của Vinh Gà thì Vinh Gà không dám đảm bảo là 100% sẽ đạt, thế nhưng mà nó sẽ giảm đi 80%, nó sẽ đạt cho các bạn là được 80% cái mầm như thế nha các bạn. Thế nên là các bạn là bây giờ Vinh Gà mời quý vị và các bạn theo dõi video để Vinh Gà chia sẻ cho các bạn cái cách làm, và các bạn cứ thực hiện theo Vinh Gà như thế. Khi cây hoa hồng nó lên mầm như này, các bạn chịu khó làm cái cách mà Vinh Gà chỉ đấy, nó rất là đơn giản, nó cũng dễ, nó không khó, mà mình lại tận dụng được những cái thứ mà mình bỏ đi ở trong cái bữa ăn hay là cái nhà bếp của mình nha các bạn. Thì bây giờ Vinh Gà chuẩn bị máy, Vinh Gà sẽ làm hướng dẫn cho quý vị, và mong quý vị theo dõi video để biết cái cách Vinh Gà làm nhé. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái củ hành tây nha các bạn. Đây là củ hành tây mà chắc là mình đưa cái củ hành tây lên như thế này thì bạn nào cũng sẽ biết, bất kể bạn nào cũng sẽ biết đây là củ hành tây. Thì khi chúng ta sử dụng, khi chúng ta mua về để chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ luôn luôn bỏ đi những cái vỏ bị khô, vỏ già ở phía ngoài như thế này. Thì các bạn sẽ tận dụng cái vỏ như thế này để làm. Bây giờ Vinh Gà sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn bóc hết những cái vỏ già này, các bạn để dành lại nha các bạn, đừng có bỏ đi. Nhiều lúc chúng ta có những cái thứ chúng ta tận dụng được, thế nhưng mà chúng ta lại không biết cách để mà tận dụng nó, mà nhiều lúc bỏ đi nó phí, mà nó lại rất tốt cho cái cây hoa hồng của chúng ta nha các bạn. Đây các bạn cứ bóc hết cái vỏ, các bạn bóc hết cái vỏ giấy như thế này, các bạn để vào như thế này cho mình. Đấy, các bạn bóc hết cái vỏ giấy, vỏ già này, những cái vỏ già này nha các bạn. Đấy, các bạn bóc hết những cái vỏ già ra, trắng như đến lúc mình để mình ăn đấy. Thì thường thường các bạn lúc nào mà nấu ăn là mình cũng phải bóc đi như thế này để nấu ăn, thì mình sẽ tận dụng lại nó, mình sẽ tận dụng lại những cái vỏ như thế này. Mình đừng có bỏ mất cái vỏ ngoài của cái củ hành này, nó phí đi. Đấy, như thế này là các bạn dùng để nấu ăn nha các bạn. Đấy, thì các bạn tiếp tục mình bóc củ thứ hai. Thì các bạn nếu một cây hoa hồng nhỏ như cái cây hoa hồng mình vừa mới quay đấy, thì các bạn chỉ cần hai củ như thế này thôi nha các bạn nhé, hai củ trong một lần đấy nha các bạn nhé, cũng không cần nhiều để mà mình kích cho cái cây hoa hồng của mình nó không bị thối mất mầm và nó tiếp tục nó nở hoa trên những cái mầm mà nó ra đó. Ngoài cái chuyện mình bón phân bón chấu đi thì các bạn những bạn mà bạn phải phun thuốc kích hoa kích mầm này kia nọ thì mình đã có phân, mình chỉ các bạn những cái loại phân ở trong những video trước rồi. Thì cái này là cái mẹo mà anh em chúng mình chơi hoa và đam mê hoa thì chúng mình tự
tự làm và tự chia sẻ cho mọi người. Khi làm được thì chúng mình chia sẻ cho mọi người, có rất nhiều cái mẹo nhỏ khó, nhưng mà khi mà chúng mình làm nó chưa thành công á, thì Vinh Gà cũng không dám chia sẻ cho mọi người, vì chia sẻ với mọi người làm không được thì nó rất là không hay. Xong rồi tất cả những cái vỏ giấy này nha các bạn, bạn lấy hũ này, cái hũ như thế này hoặc một cái chai nhựa đấy, bạn cứ cho vào, bạn cho vào đây, bạn cho vào trong hũ, cho hết tất cả vào trong cái hũ như thế này, hoặc là một cái chai nhựa bạn cắt đầu đi cũng được, bạn cắt đầu đi đấy, bạn cắt đầu đi, rồi bạn các bạn đổ nước vào như thế này nha các bạn, các bạn đổ nước vào, các bạn đổ nước tràn qua luôn đấy, các bạn đổ nước vào như thế này cho mình, các bạn đổ nước vào như thế này, rồi các bạn lấy nắp, các bạn lấy nắp, các bạn đậy kín lại, các bạn để cho mình 2 ngày, ít nhất là 2 ngày đấy, nhiều thì là 3-4 ngày. Thế các bạn để như thế, rồi các bạn khi mà bạn để như thế rồi, bạn chặn chắt lấy cái nước này ra cái ca lại, bạn tưới vào gốc cây. Mỗi một đợt mầm như thế thì các bạn tưới cho mình là 2 lần, 2 lần cách khoảng có 1-2 ngày gì đấy, bạn tưới cho mình 1 lần. Thì còn cái bã này, còn cái bã khi mà mình chắt được, mình chắt cái nước đi rồi ấy, cái chắt cái nước đi dưới rồi ấy, thì các bạn lại lấy cái này các bạn phủ ngay lên trên gốc cây hoa hồng, coi vừa giữ ẩm và vừa là sau này nó khi nó phân hủy ra là nó làm phân cho cái cây hoa hồng luôn. Thì đây là một cách đơn giản mình chia sẻ cho các bạn để các bạn làm. Ví dụ như các bạn nào mà có 1-2 cây hoa hồng thì các bạn không cần phải đi tìm hay kiếm thuốc kích thích, kích hoa, kích mầm này kia nọ, hoặc là những người ta giao bán các loại thuốc nọ thuốc kia ở trên mạng. Thì mình làm như thế này là cái cách mình tận dụng, vì cái củ hành này khi các bạn nấu ăn các bạn vẫn phải bỏ cái vỏ ra, và khi bạn gọt như này rồi thì các bạn vẫn mang dùng nấu ăn bình thường. Đấy là cách mà anh em mình tận dụng lại những cái mà nó dư thừa phế thải ở trong nhà bếp để mình chăm sóc cho cái cây hoa hồng mình một cách hợp lý, và nó không phải sử dụng đến các cái loại chất hóa học mà các bạn khác hay chia sẻ trên mạng. Đây là một cái chia sẻ, một cái bí quyết nho nhỏ của Vinh Gà. Thì mong quý vị xem video mà thấy hay thì quý vị like, share, rồi chia sẻ video giúp cho Vinh Gà, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Vinh Gà, để Vinh Gà lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn những video mới. Thì còn các bạn cũng đừng quên nhấn chuông để mà nhận những cái thông báo video mới của Vinh Gà, để xem nhiều hơn những video mới của Vinh Gà. Vinh Gà sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế nhất mà Vinh Gà đã làm, đã trải qua, đã thử nghiệm, chứ không có chia sẻ những cái mà Vinh Gà chưa làm hoặc nó chưa thành công. Nên là mong quý vị trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ cho Vinh Gà. Một lần nữa Vinh Gà cảm ơn tất cả các bạn, các quý vị và các bạn đã ủng hộ cho kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Vinh Gà tạm biệt tất cả mọi người.